trái mít nó đạt hơn, nó dài nhưng nó phì ra, chứ nó không như những mít thường. Nếu như mà những trái mít mà nó dài á thì nó chỉ lọt vô mít người ta gọi là mít đu đủ á, thì cái nó không có giá ha. Nhưng mà loại mình sử dụng á thì nó phì, nó vừa dài mà nó lại vừa phì, thì làm trái mít nó, cái múi nó rất là to. Hôm bữa anh cắt thử. Xin chào quý bà con, mình là Oanh, sáng lập kênh siêu thị cây giống. Cuộc đời của Oanh từ lúc ba mươi mấy tuổi, hai mấy tuổi đã bắt đầu gắn liền với cây mít và cây sầu riêng cũng như những cái loại cây khác. Thì ngày hôm nay thì Oanh đang muốn dính liền với trái mít này, tại thấy nó bự quá, mình rất là thích luôn á, thấy nó bự hơn cái mặt của Oanh luôn đúng không? Và trái mít này thì chắc chắn nó sẽ đạt được cái máy mít loại 1, và Oanh nghĩ nếu mà những cái thương lái vào đây mua thì chắc chắn họ sẽ tranh giành nhau để được mua cái vườn này, tại vì nó quá đẹp luôn, đẹp lộng lẫy hết sảy con bà bảy luôn ha. Tuy nhiên mà để đạt được cái trái mít như thế này thì thực sự cần cái sự chuyên cần cũng như thần cái sự kinh nghiệm thực tế rất là nhiều của các cái nhà nông của chúng ta. Thì ngày hôm nay là Oanh đã bắt cóc được anh Hậu khỏi tay người yêu của anh ấy ra ngoài đây để anh ấy chia sẻ cho quý bà con chúng ta những cái kinh nghiệm gọi là thực tế nhất cho giúp cho cái trái mít chúng ta. Bà con cũng biết là trái mít đó, nó hay bị thối cái màu trái hoặc là nó bị nứt cái màu trái đúng không anh? Cũng như là nó bị cái gì bên trong nè, cái lõi nó bị thối á, và cái da của nó sẽ bị gọi là không có đẹp, không có hoàn mỹ á. Thì ngày hôm nay anh Hậu ảnh đã khi mà anh đã chăm sóc một cái vườn mít hơn 1 hecta thì anh đã có những cái kinh nghiệm rất là tuyệt vời. Tuy nhiên cái trái mít này thì nó vượt quá cái chiều cao của anh rồi, nên là anh sẽ đi cái khác mà còn theo chân quanh nha. Quanh thì cao có 1m6 thôi, nhưng có nhiều khi mấy cây mít đó, nó cao tới khoảng 2m hơn thì quanh cũng hơi chới với một tí. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm những cái trái mít khác. Lúc nãy thì trong quá trình mà quanh cùng với các anh chị chia sẻ với nhau thì anh Hậu có chia sẻ một cái việc rất là hay, là nếu mà trái mít dài mà nó không có to chiều ngang thì lại không có bán được 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 giá cao đâu nha bà con nha. Đó rồi, bây giờ là anh Hậu dành cho em xí thời gian để chia sẻ quý bà con chúng ta ha. Rồi. Kính chào toàn thể quý bà con. Mình tên Hậu. Hiện thời là mình cũng làm được khoảng 1 hecta mít làm phụ với cha, nhưng mà cái kinh nghiệm thì từ cái lứa đầu để á, thì mình thất bại là do cái màu mít của mình á, là nó bị thúi. Lý do thì mình đi đi khảo sát nhiều nơi thì mình thấy là cái kinh nghiệm là để mà chét cái vôi ăn trầu vô cái màu mít để mà cho giữ nó, khi mà mình tưới hay là nước mưa nó có giọt vô á thì nó sẽ không bị thối màu mà làm mất đi cái giá trị của trái mít của mình. Tại vì khi một trái mít mình để đạt tới mít nhất á, nó rất là nhiều qua qua rất là nhiều giai đoạn và Nhiều điều khó. kiện nữa. Thời tiết nè, rồi xong là khi mà tiễn từ cái thân cây đơn giản gì thôi, nếu như gặp mùa mưa, nếu như cây này mà mình không trái này mà mình không chiêm thì nó sẽ bị thối ngay cái phần cọ xát của thân cây. Cái thứ hai nữa, khi ví dụ như khi mà một cái trái lớn như vậy mà những cái nhánh đực này mình để cho nó cung đủ tàn thì mình để gì, khi mà mình tiễn cây thì tỉa nhánh thì lúc nào mình cũng phải chừa lại một đoạn. Khi mà tiễn như vậy á thì nó cái thân cây này nó sẽ đâm vô cái da, thì cái da của mình nó sẽ bị ăn vô cái thân đó, thì nó thành sẽ Tổn thành là mít thương chợ. mất chợ liền luôn Mít ha. chợ luôn, Ồ, có một vết là nhỏ một nhỏ vậy thôi ha. là rất là uổng phí ha. Nên cái đó là kinh nghiệm từ bản thân mình thôi. Anh đoán thử coi trái mít này cỡ nhiêu ký anh? Dao động Trái trái mít mít này này nếu như mà nó đủ ký luôn của nó khoảng tầm 25 kg. này cỡ mấy tuần nữa mình cắt? Cái này là chưa, cái này nó khoảng lọt vô khoảng 10 ngày nữa. 10 ngày nữa ha. Ừ. Ok, Anh Hậu, em hỏi thôi, bữa anh đi siêu siêu dưỡng cây là mấy đợt á? Khúc này nè. này là đi được 2 đợt rồi đó anh. Vậy Hai đợt dạ, anh phun siêu lớn trái mấy đợt? phun thì chỉ có 1 đợt thôi, nhưng mà đi Đi siêu dưỡng cây với với chị cô ở dưới. đúng rồi, đi xử lý cái nền đất của mình dưới đó. Nhưng mà từ lúc anh sử dụng vậy là cái thấy cái vụ mà nứt thân xì mũ nó đứng lại luôn phải không? Nó sừng lại, nó Tối hôm trước giảm là hình thiểu tối như đa chú nói là nhiều. nhiều đúng mà rồi nó làm thường xuyên lộp bộp luôn á. đúng rồi đúng rồi Còn mà sau khi anh sử dụng cái siêu dưỡng cây với siêu lớn trái như vậy, anh thấy cái trái mít này sao? Trái mít nó đạt hơn, nó dài nhưng nó phì ra, chứ nó không như những mít thường. Nếu như mà những trái mít mà nó dài á thì nó chỉ lọt vô mít người ta gọi là mít đu đủ á, thì cái nó không có giá ha. Nhưng mà loại mình sử dụng á thì nó phì, nó vừa dài mà nó lại vừa phì, thì làm trái mít cái múi nó rất là to, Hôm bữa anh cắt thử anh thấy muối nó vàng đều không? vàng đều. Không, vàng đều là tùy theo mình có phân nữa, Đi phân đi kali đó phân đúng nữa. không? Đúng rồi, với lại thêm một phần nữa là cái trái mít mà nó vừa già tới thì nó đủ màu thì nó lại như nữa. Thêm trường hợp nữa là khi mà mình cắt hoặc là trường hợp là cái cuống nó bị bệnh
thì nó không đủ cung cho cái trái và cái muối, thì cái muối nó sẽ là rất là nhạt ha, thì cũng lưu ý điều đó gì đó. Bữa anh đi dinh dưỡng đó, anh đi mà khi mà anh cảm nhận được nha, anh cảm nhận được bằng 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 cái mắt của mình á, mình nhìn mình thấy á, là khoảng bao lâu khi mà anh đi cử đầu tiên. Cái đó thì lọt vô khoảng chừng 1 tuần là thấy có hiệu quả rồi. Ừ, Em hiệu quả thấy nó hay tuyệt nhất rồi. cái vụ mà đứng đứng lại cái vụ xì mũ á anh, Đứng tại xì vì mũ cái luôn. cảm Nó giác không á, à. là khi mà của em á, hôm bữa là em đứng ở đây đứng clip này, xong rồi chú đứng clip này cùng với em, mà chú thấy bên kia xì mũ là cảm giác mình xót dữ lắm luôn kìa, Nói mà không chung phải là là cái lúc hướng đó mà đâu. để đi đứng xì mũ với trị bệnh á, thì nó hơi cực vất vả, thì mình phải là đi hầu như là đi bằng dầu xà, cái thùng sen xách tay thôi. Nhưng mà hiện thời đang dự định đi mình đi bằng lắp hệ thống để mà mình làm một cái bồn, xong lúc đó là nó sẽ rải phun giống như là cái hệ thống nước luôn, vừa Hệ xài hệ thống thống nhỏ nước giọt mà ha. vừa hệ thống kia để điều vườn để cho nó có hiệu quả hơn. Anh có thể trình bày lại cái quy trình lại tại dưới cái vườn của mình á, có hơn một số vườn bà con của họ cũng không có được cái hệ thống tưới nước như này, thì anh có thể trình bày với lại là bà con là cái thời điểm á, lúc anh tưới là cái trái nó cũng có trái mít đúng không? Đúng rồi. À, anh có thể trình bày với bà con là lúc mà anh xử lý anh rửa khuẩn đồ như thế nào cho bà con có thể biết được là cái quy trình anh làm được không? Cái quy trình đó thì đi theo kết hợp với bên kỹ thuật đó, thì từ cái trái, nói chung là loại thuốc đó thì khi mà trái để thì mình vẫn sử dụng bình thường, không có ảnh hưởng gì tới tới trái hết trơn ha. Thì mình chỉ xịt, nói chung là xịt từ từ dưới thân lá nè, thì nó có hiệu quả hơn. Rồi xong là mình rải đều nước bằng vòi sen Là lấy nguyên chi khu vườn bông mít với lại đôi siêu dưỡng chi, cây đúng phải rồi. vô, tại vì Và siêu lớn trái thì mình xịt bông trực mít tiếp chứ. vô trái cũng được luôn, giờ nó không ảnh hưởng gì hết. Còn phun trên dưới dưới tán lá luôn. Đúng rồi, phun từ tán lá lên. Nói chung lần đầu tiên mình sử dụng thì mình cũng bán tính bán nghi lắm, nhưng mà khi hiệu quả cao thì lúc đó mình mới thật sự là mình tin tưởng 100%. Nói chung là Không, nó vậy, cái cảm nhận đầu tiên là biết cảm là lúc nhận. đầu em tới là Dạ anh không có tin tưởng, đúng anh rồi, hỏi em câu là ông Diễn ông có sử dụng nhiều vườn chưa đúng rồi, đúng rồi. đó, thì nói chung là em cũng tự tin, em nói em bao bao với anh luôn là qua Tết thế nào em anh qua anh cũng đón em con gà với chị rượu. Dạ cái Ủa con rồi sao đây có cái con rồi. vậy lột đây này, con dán con gì Có bút nhiều hả? vườn á, Bút thì hả? họ làm ít, số lượng ít, họ không bao giờ bao, nhưng mà thật sự là nó rất là thất bại là nếu không bao trái mít nó không đạt, và nó dễ bị những cái con sâu hay là con ruồi vàng nó đục cái là nó hư trái mít. Rồi ra đây thoáng thoáng anh em mình tâm sự, mình đi vòng vòng chút xíu ha. Như bữa là bữa chú ông có nói á, là rất là nhiều người gọi hỏi ông chia sẻ cái bí quyết đúng không? Đúng rồi. Sao có số điện thoại của chú Sao có điện thoại? Thì tại vì sao là có để lên trên cha mạng? ổng cũng quen nhiều bạn vườn, thì thấy lên chương trình đó, thấy cũng có hiệu quả, rồi cha chia sẻ lên trên clip của mấy bên siêu thị cái giống của mình đó, thì mọi người mới điện hỏi, thì thấy cách hiệu quả với lại muốn được tư vấn kỹ thuật. Đây, không biết này. Chung đạt vụ này thì đi kết hợp đó thì nó đạt hiệu quả cao ha. Nhưng mà lần trước là anh em mình tính toán là thấy là tiết kiệm hơn so với cái đợt mình Đúng xài rồi, hóa chi học phí đúng tiết không? kiệm hơn, hóa học Mà dễ sử dụng hơn, chỉ có cái vụ là mình chưa có hệ thống tưới thì nó hơi lằng quằng nó với hơi anh. cực, nó hơi vất vả xíu. Tưới còn dồi. Như cái này là lọt vô mít nhất, nếu như mà có giá khoảng tầm Bao sáu nhiêu bảy nhỉ? trăm ngàn, nếu như 30 ngàn30.000. thôi là khoảng 600 ngàn. Đó nè. Nghe nhức Ha, răng ha. cái đó là Nhưng đơn mà giản. nói vậy chứ ngồi ra thì anh cũng có những cái niềm bài học riêng cho mình Đúng rồi, trong từ cái giai đoạn tới bây giờ đúng chứ. rồi, từ để trái cho tới mà khi nó lớn được như vậy nó cũng phải nhiều cái trăn trở với lại là nhiều cái kinh nghiệm. Cũng À, cũng gác tay lên trán suy nghĩ từ hoài cái đúng không? trái gì nếu như mà để nhất gì để lọt vô mà dạng mít nhất á, gọi là mít nhất á, thì mình phải là giống như chăm sóc một đứa con vậy đó, nó chăm sóc kỹ thì con nó mới khỏe mạnh được, nếu mà mình Ông chăm sóc không bị đẻ con được thì nó không có đạt được hiệu quả cao ha. Cái gì cái gì thì em cũng thay mặt bà con, thì anh cũng đứng gần gần để anh cứ sợ cái micro gì mà sợ cao ra vậy, cũng thay mặt bà con á, là anh cũng đã có những cái kinh nghiệm, cũng có những cái vấp phải rồi, thì cái vấp phải thì mình cũng đã biết rồi rồi thì bây giờ mình cũng chia sẻ những cái kinh nghiệm cho bà con đó, thì cái quy trình á, là anh cũng đi hoàn toàn là theo cái phương pháp hữu cơ cũng như mình quản lý mà tiết kiệm nhất ha. À, đúng rồi. Thì anh có nói gì bà con nữa không?
Thì chỉ mong bà con là sử dụng sản phẩm với lại là có đạt thành quả giống như mình hiện giờ bây giờ. Thì cũng chào bà con ha, bây giờ hẹn gặp lại. Em tí nữa là đi mua cà rô cho Oanh nói. Em À. camera mà em nói nhiều quá. Chả chả gì à, vô mần gà. Oh my god, bà con biết không, khi mà mỗi khi quanh mà được các anh chị mà bốc đi vườn ha, tại vì thật sự là quanh còn nguyên một cái văn phòng rồi phải điều hành nữa, cũng khá là nhiều việc, nhưng mà thật sự rất là thích đi vườn xuống để gặp cô chú bác. Mà lúc có những khi mà nói câu này thiệt sự trái tim đang rất là rung, cảm thấy rất là ấm lòng, cảm thấy những cái thành quả của mình bao nhiêu năm nay, bao nhiêu lâu nay đã bắt đầu có những cái trái ngọt giống như trái mít kia nó to to ha bà con ha. Cảm ơn anh Hậu, cảm ơn gia chủ của khu vườn này đã rất là tin tưởng siêu thị cây giống, và quanh mong là cũng giống như điều ước của anh Hậu là có nhiều người có thể biết tới phương pháp gọi là rất là dễ dàng, rất là dễ sử dụng, rất là tiết kiệm mà lại hiệu quả rất là cao cho cái vườn mít của chúng ta như vậy, sớm áp dụng vô khu vườn của mình và để cùng nhau hưởng những trái ngọt hả bà con ha. Nếu quý bà con có bất kỳ thắc mắc gì hoặc quan tâm tới phương pháp này, quý bà con vui lòng gọi điện thoại vào số hotline hiện trên màn hình để quanh cùng với anh Viễn có cơ hội được chia sẻ quý bà con nhiều hơn. Và thật sự siêu thị cây giống có rất là nhiều các cái chuyên viên tư vấn rất là đẹp ga trái và xinh trai hết bà con ha. Quanh xin phép được đứng lại cái trái mít này để tạo động lực cho quý bà con chúng ta trong năm mới. Chúc quý bà con một mùa bội thu có những cái trái mít lúc nào cũng trên 25 kg như thế này nha, bực hơn cái mặt của quanh luôn ấy. Bye bye.